Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ hai ngày 13 tháng 6. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Trẻ mắc bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết ở Vĩnh Long đang tăng nhanh, nhiều trẻ phải nhập viện điều trị gây quá tải tại các khoa nhi. Từ 15 giờ ngày hôm nay, mỗi lít xăng tăng 800 đến 880 đồng, trong khi dầu tăng hơn 2.000 đồng và thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay. Một nghe người dân nói phản ánh tình trạng tuyến đường liên ấp 1 và ấp 2 thuộc xã Tân Lộc, huyện Tam Bình thi công dang dở, gây khó khăn trong việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 3, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật khám bệnh, chữa bệnh, sửa đổi. Đề cập đến vấn đề y đức của ngành y, đại biểu Trần Quang Minh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cho rằng vấn đề y đức trong thời gian qua chỉ được điều chỉnh thông qua quy định riêng của Bộ Y tế. Tuy nhiên, đây là vấn đề quan trọng cần phải được đưa vào luật dành một chương riêng. Y học được nha, có tiến bộ. Đội ngũ y bác sĩ có tay nghề chuyên môn cao ngày càng nhiều, tuy nhiên không hẳn là tỷ lệ thuận với y đức được nâng lên, kể cả những bệnh viện tuyến trên, những bệnh viện có tiếng tăm trong kỹ thuật y khoa, có đội ngũ y bác sĩ có tay nghề cao cũng chưa hẳn đa số là những người có y đức và ứng xử tốt với bệnh nhân. Bên cạnh một bộ phận cán bộ y tế tận tâm với nghề, thể hiện tinh thần hy sinh, gắn bó, ứng xử hài hòa, tận tình chăm sóc người bệnh, nhất là xông pha trong tuyến đầu để chống dịch như thời gian vừa qua, thì cũng còn không ít y bác sĩ ngày càng rời xa mục đích cao cả và tôn chỉ như lời Bác Hồ đã dạy, lương y phải như từ mẫu. Đại biểu đề nghị dự thảo luật cần quy định quyền được học tập, nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn, cũng cần bổ sung quyền được học tập, trao dồi, rèn luyện về y đức. 12 nội dung tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế được Bộ Y tế quy định khá cụ thể nhưng cần được xem xét để đưa vào dự thảo luật lần này. Kèm với đó là một số nội dung cơ bản về quy tắc ứng xử. Bày tỏ đồng thuận với dự thảo luật khám bệnh, chữa bệnh, sửa đổi, đại biểu Nguyễn Thị Quế, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn cho rằng, trong giai đoạn 2016 đến năm 2020, Bộ Y tế đã triển khai đề án bác sĩ gia đình với mục tiêu xây dựng và phát triển mô hình phòng khám này trong hệ thống y tế Việt Nam. Phòng khám bác sĩ gia đình được coi là mô hình sàng lọc, giải quyết được phần lớn các bệnh lý thông thường, không cần chuyển tuyến, góp phần giảm tải tại các bệnh viện, giảm bớt gánh nặng, thời gian và công việc cho các bác sĩ chuyên khoa liên quan, tiết kiệm chi phí nằm viện cho bệnh nhân và chi phí bảo hiểm y tế. Để hoàn thiện mô hình này, tôi đề nghị ngành y tế cần có đánh giá tổng kết cụ thể, xác định phạm vi, quy mô, chức năng nhiệm vụ của phòng khám bác sĩ gia đình, và các điều kiện bảo đảm hoạt động như giá dịch vụ phòng khám, cơ chế chuyển tuyến, cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế. Cần có những hỗ trợ về chính sách để nhân rộng mô hình bác sĩ gia đình trên toàn quốc nhằm tăng nhân sự y học gia đình trong các khoa khám bệnh ngoại trú. Cần quan tâm đến vấn đề hành lang pháp lý và được luật hóa, có thể đưa vào một điều luật cụ thể về nội dung này trong luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi. Đồng quan điểm, đại biểu Lê Thu Hà, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đề nghị luật hóa tạo cơ sở pháp lý để phát triển nhân rộng mô hình phòng khám bác sĩ gia đình, đồng thời đề nghị bổ sung đối tượng bác sĩ gia đình và các nguyên lý y học gia đình vào các nội dung sửa đổi lần này như điều kiện đảm bảo thực hiện cho hoạt động khám chữa bệnh, bao gồm tổ chức hệ thống cung ứng dịch vụ y tế, thay đổi cách tiếp cận về giá dịch vụ khám chữa bệnh, sửa đổi điều kiện cấp giấy phép hành nghề, đào tạo, bồi dưỡng người hành nghề, quy định tài chính trong khám chữa bệnh, ngân sách nhà nước công tác khám chữa bệnh. Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật thanh tra sửa đổi. Luật thanh tra năm 2010 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tuy nhiên, luật thanh tra năm 2010 còn chưa cụ thể hóa quan điểm đổi mới của đảng trong hơn 10 năm qua và hiến pháp năm 2013. Mặt khác, qua quá trình thực hiện đã bộc lộ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm giảm hiệu quả, hiệu lực của hoạt động thanh tra,
chưa đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Theo đó, việc sửa đổi luật thanh tra hiện hành là cần thiết nhằm thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng liên quan đến công tác thanh tra, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 phù hợp với chức năng nhiệm vụ về thanh tra, kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, 18 tháng 5 năm 1939, 18 tháng 5 năm 2022 âm lịch, chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt các vị trong ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh và ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo các xã, phường, thị trấn. Đến dự họp mặt có ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Lê Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Lê Thị Thúy Kiều, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trải qua 83 năm hành đạo, các chức việc và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn thực hiện đúng tôn chỉ học Phật tu nhân tại gia cư sĩ, lấy việc báo đáp tứ ân làm căn bản tu hành. Tại tỉnh Vĩnh Long, thực hiện đường hướng hành đạo vì đạo pháp, vì dân tộc. Thời gian qua, các chức việc và tín đồ đã chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, làm tốt công tác từ thiện hữu ích cho cộng đồng, nhất là chung tay phòng chống dịch COVID-19. Qua đó góp phần tạo phúc lợi xã hội từ năm 2021 đến nay trên 68 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ghi nhận và biểu dương những đóng góp quý báu của đồng bào Phật giáo Hòa Hảo. Ông mong muốn ban đại diện các vị chức việc cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo, nhất là phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của Phật giáo Hòa Hảo. Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo của tỉnh, quý vị trưởng ban chi sự Phật giáo Hòa Hảo cơ sở, quý vị chức việc cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo trong tỉnh tiếp tục lấy việc báo đáp tứ ân làm căn cứ tu hành, thực hiện tốt phương châm vì đạo pháp, vì dân tộc, xây dựng cuộc sống mới tốt đời đẹp đạo ở từng khu dân cư và từng hộ gia đình. Thứ hai, tiếp tục tuyên truyền vận động chức việc bà con tín đồ thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không để các phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động, làm chia rẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thứ ba, tích cực đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xã hội từ thiện, hưởng ứng và tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động, giữ gìn, phát huy sự trong sáng của nền đạo, đáp ứng sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, sáng nay ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long. Cùng đi với đoàn có ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Lê Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Bình Minh, bà Lê Thị Thúy Kiều, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất đến ban đại diện và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo trong tỉnh. Ông ghi nhận những đóng góp tích cực của ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh trong việc tuyên truyền vận động tín đồ chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia tốt các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các hoạt động an sinh xã hội. Ông mong muốn ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo và các tín đồ Phật giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đạo đẹp đời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ông Trần Văn Trạng, trị sự viên Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, trưởng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Ông hứa sẽ vận động tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện và hưởng ứng các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Nhân dịp này, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà chúc mừng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long.
Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long phối hợp với vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho các cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến dự hội nghị có ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Trong thời gian một ngày, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Phòng Chính sách Pháp luật vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp, thông tin một số chuyên đề về quy trình và kỹ năng xây dựng chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trình tự thủ tục lập đề nghị xây dựng nghị quyết, quy trình và kỹ năng đánh giá tác động của chính sách và xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách, một số vấn đề chung về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, một số kỹ năng cơ bản trong soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Hội nghị tập huấn nhằm góp phần nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công chức trong tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện thể chế ở địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Nhân dân các cấp trong thời gian tới. Sáng nay, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long có buổi làm việc với Trường Đại học ICE Marseille Cộng hòa Pháp về chương trình hợp tác đào tạo quốc tế giữa hai trường. Tại buổi làm việc, hai bên đã cụ thể hóa các nội dung hợp tác như trao đổi sinh viên các học kỳ ngắn hạn, trao đổi giảng viên trong giảng dạy và nghiên cứu sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long mong muốn hai bên hợp tác, hỗ trợ thực hiện có hiệu quả chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và cơ khí như đã ký kết. Tới đây sẽ tiếp tục mở rộng thêm các lĩnh vực cơ khí động lực, điện tử, khoa học sinh học ứng dụng, kinh tế, luật, sư phạm kỹ thuật và xã hội nhân văn. Theo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, trẻ mắc bệnh đến khám điều trị đang có xu hướng tăng, trong đó nhiều trẻ phải nhập viện điều trị, gây quá tải tại các khoa nhi. Tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, bệnh nhi nhập viện điều trị hiện trên 150 trẻ, tăng gần gấp 3 lần so với các tuần trước đó. Nhiều trẻ phải nằm giường ghép do công suất của khoa nhi chỉ có 110 giường bệnh. Trẻ gặp hầu hết các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa, nhiễm siêu vi, đặc biệt là bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết đang tăng nhanh, chiếm gần 40% bệnh nhi đang điều trị tại khoa. Theo bác sĩ, trẻ mắc bệnh có thể khỏi sau 5 đến 7 ngày theo dõi điều trị. Tuy nhiên, nếu không được theo dõi sát và điều trị kịp thời, vẫn có thể xảy ra biến chứng nguy hiểm đến trẻ. Trong đó, bệnh tay chân miệng, phụ huynh cần theo dõi các dấu hiệu nặng ở trẻ như sốt cao, khó hạ, giật mình, chớ giới, đi đứng loạn choạng, cần báo ngay với bác sĩ để điều trị kịp thời. Dự báo của ngành y tế, thời tiết đang tạo thuận lợi cho dịch bệnh phát triển. Trẻ em là đối tượng dễ mắc bệnh do sức đề kháng yếu và hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh. Ngành chuyên môn khuyến cáo người dân cần quan tâm phòng bệnh cho trẻ ăn uống đủ chất, tiêm phòng đầy đủ các bệnh có vaccine và diệt mũi lăng quăng phòng bệnh sốt xuất huyết. Chuyển sang thông tin trên lĩnh vực kinh tế, từ 15 giờ hôm nay, mỗi lít xăng tăng 800 cho đến 880 đồng, trong khi dầu tăng hơn 2.000 đồng và thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay. Sau điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính vào chiều nay, giá bán lẻ trong nước lập kỷ lục mới, xăng E5 RON 92 là 31.110 đồng một lít, RON 95 lên mức 32.370 đồng một lít. Các mặt hàng dầu như dầu quả, dầu diesel ở kỳ điều hành này cũng tăng khá mạnh, lên 2.000 đồng một lít. Dầu quả tăng 2.490 đồng lên mức giá 27.830 đồng một lít. Dầu diesel cũng tăng 2.630 đồng lên 29.020 đồng một lít. Riêng dầu mazut giảm 550 đồng một lít, còn 20.350 đồng. Trong kỳ điều hành giá xăng dầu lần này, Liên Bộ Tài chính Công Thương cũng quyết định giảm mức sử dụng từ quỹ bình ổn giá xăng dầu với các mặt hàng xăng RON 95, tăng dùng quỹ bình ổn giá xăng dầu với dầu quả và dầu diesel. Riêng xăng E5 RON 92 và dầu mazut vẫn giữ nguyên mức sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu như lần điều chỉnh giá xăng dầu ngày 1 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, việc sản xuất lúa thương phẩm trong thời gian qua gặp không ít khó khăn, có thời điểm giá lúa giảm thấp, đầu ra hạn chế, lợi nhuận bấp bênh. Đặc biệt là thời gian gần đây, giá vật tư nông nghiệp tăng cao khiến cho nhiều nông dân ở Vĩnh Long chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái với hy vọng nâng cao thu nhập. Những vụ lúa vừa qua, lợi nhuận từ 6 công đất của gia đình ông Nguyễn Đình Phán không được bao nhiêu. Thấy vậy, ông quyết định tìm mua cây giống để chuyển đổi diện tích đất sản xuất lúa này sang trồng cây ăn trái. Mình mua sầu riêng thấy kinh tế cũng cao, mình mới là mình mua mình trồng.
việc lên giường trên đất lúa kém hiệu quả tại các địa phương trong tỉnh diễn ra khá phổ biến, đặc biệt từ sau vụ lúa đông xuân 2021-2022 đến nay, với nguyên nhân chủ yếu là do giá vật tư nông nghiệp tăng cao, nhất là giá phân bón, nông dân làm lúa không có lời. Ngành nông nghiệp tỉnh cho biết toàn tỉnh có khoảng 10.000 hectare nông dân không sản xuất lúa hè thu năm 2021. Tuy chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng trong số này có nhiều diện tích nông dân đã chuyển sang trồng các loại cây ăn trái, với các giống cây được trồng nhiều như cam sành, dừa, sầu riêng, nhãn, chôm chôm. Nếu mà lên dừa thì hiệu quả nó cũng gấp 2-3 lần nếu mà thu hoạch. Chỉ có mấy năm mà chưa tới vụ trồng cỡ chừng 2 năm hoặc là 3 năm sau đó là khoảng đó thì mình trồng những cái cây lấy ngắn nuôi dài. Điều đáng quan tâm hiện nay là nhiều nông dân đưa các giống cây ăn trái về trồng ở những vùng vốn không phải là vùng nguyên liệu truyền thống. Điển hình như cây cam sành lâu nay được trồng nhiều ở các huyện Trà Ôn, Tam Bình, Vũng Liêm thì thời gian gần đây được mở rộng ở huyện Long Hồ, Bình Tân và thị xã Bình Minh. Tình trạng tương tự cũng xảy ra đối với các loại cây trồng khác như sầu riêng, chôm chôm. Điều này đặt ra vấn đề nông dân có thể khó đạt hiệu quả như mong muốn. Chúng tôi xây dựng một số cái mô hình trình diễn với những cái loại cây mà người dân đã chuyển đổi ở những cái vùng mà gọi là mới mà nó mới xây dựng, người dân chưa có kinh nghiệm thì chúng tôi xây dựng một số cái mô hình. Thứ hai là chúng tôi mở lớp tập huấn để hướng dẫn cho người dân thông qua các cái câu lạc bộ khuyến nông. Và thứ ba nữa thì chúng tôi xây dựng các cái dự án với tên gọi những cái loại cây trồng mới thích nghi để chuyển đổi. Thông qua đó thì chúng tôi ban hành hoặc là chuyển giao một số cái quy trình sản xuất để cho người dân áp dụng. Trước thực trạng chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái diễn ra khá phổ biến như hiện nay, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân nên chuyển đổi có lộ trình và theo quy hoạch của địa phương. Bên cạnh đó cũng tính đến việc đảm bảo thu nhập trong giai đoạn kiến thiết vườn cũng như đầu ra sản phẩm thời gian sau này. Cơn mưa lớn kèm theo dông lốc chiều 12 tháng 6 gây ngập sâu nhiều tuyến đường, làm đổ ngã nhiều diện tích lúa hè thu. Tại huyện Long Hồ, theo thống kê ban đầu của ngành chức năng, đã có gần 40 hectare lúa hè thu bị đổ ngã. Việc này sẽ ảnh hưởng đến năng suất lúa. Diện tích lúa bị đổ ngã tập trung ở các xã Phú Quế, Thạnh Quế và Lộc Hòa với tỷ lệ đổ ngã từ 25% đến 40%. Thời tiết mưa nhiều trùng vào thời điểm lúa hè thu đang trong giai đoạn ngậm sữa, nhất là đối với diện tích lúa bị đổ ngã sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất. Điều này gây thêm khó khăn cho nông dân bởi thời gian qua giá vật tư nông nghiệp tăng cao. Cũng do cơn mưa chiều ngày 12 tháng 6 đã làm tốc mái 4 căn nhà tại xã Thạnh Quế và Hòa Phú, huyện Long Hồ, trong đó xã Thạnh Quế có 3 căn. Ngay trong chiều ngày 12 tháng 6 và sáng nay, chính quyền địa phương đã đến hỗ trợ người dân khắc phục. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Long Hồ cho biết, từ tháng 1 năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện có 23 căn nhà bị sập, tốc mái do mưa bão và lốc xoáy. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long dẫn nguồn từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trạng thái La Nina sẽ còn duy trì từ nay đến đầu mùa đông năm nay. Từ nay đến cuối năm, dự báo có khoảng 9 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có từ 4 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, cũng cần đề phòng bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp vào cuối mùa. Từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2022 là thời kỳ mùa lũ trên sông Mekong và đầu nguồn sông Cửu Long. Đỉnh lũ năm 2022 tại đầu nguồn sông Cửu Long ở mức báo động 1 và trên báo động 1. Đỉnh lũ năm khả năng xuất hiện vào khoảng giữa tháng 10, thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm từ 0,3 đến 0,5 mét. Tháng 11, tháng 12 năm 2022, mực nước trên sông Mekong và đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo xu thế xuống. Thưa quý vị và các bạn, gần đây người dân ở xã Tân Lộc, huyện Tam Bình phản ánh tình trạng tuyến đường liên ấp 1 và ấp 2 đã thi công xong 2,8 km, còn một đoạn khoảng hơn 400 m đã ngưng thi công, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương, ghi nhận của phóng viên truyền hình Vĩnh Long. Tuyến đường liên ấp 1 và ấp 2 của xã Tân Lộc dài 3,2 km, vì còn khoảng 400 m chưa được thi công đã làm cho việc đi lại của người dân và học sinh nơi đây gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vào thời điểm mưa nhiều.
làm có khúc đường rồi bỏ luôn, tới nay mưa gió trời ơi mấy nhỏ đi học trơn trượt, thấy tội nghiệp nó quá trời, đi không được luôn á. Rồi mong mỏi trong xóm làm đường cho sớm cho rồi. Nắng thì nó rất là bụi, còn mưa thì nó sẽ lầy đi không được. Mà cái này á, là nó khởi công năm nay cũng đã 2 năm rồi. Giờ em chỉ có nguyện vọng là làm sớm để cho bà con người ta đi. Cái đường của ấp 2 tôi thì đi lại thì tôi thấy là còn bùng sình quá, bà con tôi ở đây khó khăn quá, đi không có được. Thì tôi cũng nhờ cái chính quyền và cấp trên để làm sao mà giúp đỡ để làm cho cái tuyến đường này cho nó mau lẹ cho bà con và học sinh của mình nó đi cho nó sạch sẽ cho bà con giờ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Lộc cho biết, nguyên nhân chủ yếu do giá vật liệu xây dựng tăng cao, nhà thầu thua lỗ, nên đơn vị thi công đầu tiên chỉ thi công được 1,8 km và bỏ dở khoảng 600 m của công trình. Xã đã chấm dứt hợp đồng với đơn vị này và đã ký hợp đồng với nhà thầu mới. Nhưng khi đổ đan được khoảng 200 m thì thiếu vật liệu sắt nên công trình gián đoạn gần 10 ngày nay. Qua cái bức xúc bà con thì cái hướng tới thì cái chỗ ủy ban sẽ xuống là họp dân cùng với nhà thầu để làm sao thống nhất cái phương án làm và sẽ là kết thúc cái đường đan này là trong cái tháng 6 và cái ước tính kinh phí là trên dưới khoảng 500 triệu thì sẽ hối thúc cái chỗ đơn vị thi công làm sao để đảm bảo cái đường đi sớm đưa vào hoạt động. Hy vọng tuyến đường này sớm xây dựng hoàn thành để kết nối thông thương từ xã Tân Lộc qua xã Phú Lộc và ngược lại, tạo thuận lợi trong giao lưu hàng hóa, góp phần giúp các địa phương trong khu vực Cái Ngang phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em đang được coi là vấn đề cấp bách, cần sự quan tâm vào cuộc của toàn xã hội, khi tại nhiều địa phương trên cả nước, gần đây xảy ra các vụ trẻ em đuối nước thương tâm. Trước tình hình này, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phát động phong trào học bơi an toàn, phòng chống đuối nước. Trong khi đó, nhiều tổ chức cá nhân cũng đang góp sức cho phong trào này bằng những lớp dạy bơi miễn phí, vừa tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em trong dịp hè, vừa trang bị kỹ năng hạn chế tình trạng đuối nước xảy ra đối với trẻ em. Trước khi kết thúc chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn đến với những hình ảnh của lớp dạy bơi không đồng của anh Nguyễn Văn Thủy ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Các lớp học miễn phí không chỉ nhằm mục đích dạy cho các em biết bơi, biết tự phòng tránh tai nạn đuối nước, mà còn là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.